Lời tiên tri chính xác 100%. Tụi Bính Ngọ sinh năm 1966, Nam Mạng. Nếu như chớp được 3 cơ hội này thì trong năm Giáp Thìn 2024 chắc chắn sẽ giàu có hơn người, tiền vàng bạc tỷ cầm tay, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Vâng, quý nhân chủ tuổi Bính Ngọ kính mến, trong cuộc sống này bất cứ ai cũng sẽ có những lúc thăng lúc trầm, nó như một con sóng thủy triều, lúc cao lúc thấp, ai cũng đã từng chán nản và thậm chí là muốn buông xuôi tất cả vì đau đầu, vì có nhiều vấn đề. Bất luận với một cá thể nào, chỉ cần nằm trong guồng quay của kiếp nhân sinh thì đều phải tiến về phía trước theo con đường xoắn ốc. Nhưng sự khác biệt duy nhất là nằm ở chỗ hoặc là bạn kiểm soát cuộc sống, hoặc là cuộc sống kiểm soát lại bạn. Và người khôn ngoan ắt sẽ hiểu được rằng vận thế luôn không ngừng thay đổi, lúc thịnh, lúc suy, lúc vượng, lúc phát. Nhưng nếu như biết nắm bắt được cơ hội vào lúc vận khí tăng cao thì chắc chắn sẽ mang về nhiều chí lợi phẩm bất ngờ. Và mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong năm Giáp Thìn 2024, bất ngờ thần đồng tiên tri Ấn Độ đã tiết lộ rằng quý thiên chủ tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, Nam Mạng, trước đây khó khăn vất vả bao nhiêu không cần biết, nhưng bước sang năm Giáp Thìn 2024, nếu như nắm bắt được cơ mệnh này thì chắc chắn bản mệnh sẽ trở thành con giáp vừa giàu có vừa nhàn hạ trăm bề, phúc đức đủ đầy, mọi khổ cực đều tan biến, thay vào đó là sự an yên, nhiều tiền, giàu có và viên mãn. Về vận trình cụ thể của quý thiên chủ tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, Nam Mạng, diễn ra trong năm Giáp Thìn 2024 như thế nào, làm sao để nắm bắt được 3 cơ hội vàng đến với mình, thì ngay sau đây xin mời quý thiên chủ cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết. Tiên tri tiết lộ chấn động về Nam Mạng Bính Ngọ sinh năm 1966, bề trên ban phúc lớn, gánh lộc về nhà, đổi vận giàu sang, trúng số độc đắc, trả sạch nợ nần, tiền tỷ cầm tay trong năm 2024 nếu như nắm bắt được cơ mệnh này. Đầu tiên, đặc trưng tính cách tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, Nam Mạng. Bính Ngọ hay còn được gọi với cái tên khác là hành lộ chi mã, ngựa chạy trên đường. Năm sinh dương lịch, từ ngày 21 tháng 1 năm 1966, đến ngày 8 tháng 2 năm 1967. Mạng thiên hà thủy, nước sông thiên hà, khắc thiên thượng hỏa, con nhà hắc đế, xương con ngựa, tướng tinh con thuồng luồng, cuộc đời được Phật bà Quan Âm độ mạng. Thiên can bính, tương hợp, tân, tương hình, canh, nhâm, địa chi ngọ, tam hợp, dần ngọ tuất, tứ hành xung, ý ngọ mão dậu. Trời sinh tuổi Bính Ngọ có can và chi cùng hành hỏa, ngũ hành thuộc thủy, mệnh thiên hà thủy, là người có đầu óc thông minh, nhanh nhạy, vì hành thủy chủ trí tuệ, nước mưa từ trên trời rơi xuống nên vốn là một loại nước tinh khiết, vì thế bản mệnh cũng là người tinh tế, tao nhã, có tác phong làm việc, nhã nhặn, lịch thiệp. Nam Mạng Bính Ngọ, hành lộ chi mã, là người khá hướng ngoại, thích náo nhiệt, cũng rất thạo chuyện xã giao. Mặt trái là họ có bản tính tò mò, hiếu kỳ, hay lo chuyện bao đồng, song cũng nhờ nhiệt tình giúp đỡ mọi người mà người này được rất nhiều người yêu mến. Họ có óc thẩm mỹ cao, luôn biết cách phối hợp những bộ trang phục của mình làm sao cho sành điệu, đẹp mắt và hợp mốt nhất. Tuổi Bính Ngọ cả thèm chóng chán, luôn bị thu hút bởi những thứ mới lạ, bởi vậy cuộc sống của họ thay đổi chỉ trong chớp mắt. Trong công việc, họ rất năng động và nhiệt tình. Tuổi Bính Ngọ Nam Mạng có thể đảm nhận nhiều công việc ở nhiều vị trí khác nhau và năng suất lao động gấp nhiều lần người khác, nhưng họ thường làm việc theo trực giác và hứng thú. Khi công việc ấy khiến tuổi Bính Ngọ cảm thấy chán nản, họ sẽ thay đổi và đi theo một luồng gió mới mẻ hơn. Cũng bởi sự thay đổi này mà đôi khi tuổi Bính Ngọ Nam Mạng bỏ lỡ đi những cơ hội vận may cho chính mình. Nhưng dù sao đó cũng là bản chất không thể thay đổi được của tuổi Bính Ngọ, bù lại, họ không ngừng vận động, khám phá và thể hiện sự đam mê của mình trong mọi lĩnh vực, nhờ vậy mà họ cũng đạt được không ít thành tựu nổi bật. Tuổi Bính Ngọ tuy không giỏi kiềm chế, che giấu cảm xúc của mình, bên ngoài họ thể hiện như thế nào, thì tâm trạng của họ sẽ đúng là như thế. Nhưng họ lại rất thật thà, thẳng thắn và có tấm lòng cao cả, tốt đẹp. Họ là những người độc lập trong cuộc sống, không bao giờ dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai, bất kể là việc gì, dù đơn giản hay phức tạp. Tuổi Bính Ngọ đều là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, họ rất coi trọng danh dự, chữ tín của bản thân mình. Bởi vậy, khi được giao phó bất kỳ trọng trách nào, người này đều cố gắng hết mình để hoàn thành. Thời còn trẻ tuổi, Bính Ngọ thích đi du lịch ở khắp mọi nơi để khám phá, trải nghiệm những điều mới mẻ. Họ ít dành thời gian cho gia đình mình
bởi sự hấp dẫn, thú vị của cuộc sống bên ngoài. Bởi vậy, họ sớm trưởng thành và tự lập hơn, biết tự chăm lo cho cuộc sống của mình. Tính cách của người này có phần hoang dã, yêu thiên nhiên và thích hưởng thụ cuộc sống tự do cùng những người bạn của mình. Khi trưởng thành, tuổi Bính Ngọ có nhiều ước mơ, hoài bão và quyết tâm xây dựng cho mình một sự nghiệp vững vàng, dù có trải qua bao nhiêu khó khăn, gian nan thử thách, ý chí của tuổi Bính Ngọ vẫn không bị mai một, mà ngược lại, họ càng quyết tâm, cố gắng, phấn đấu để đạt được những gì mình mong muốn. Cuộc sống của họ nhờ vậy mà tràn đầy niềm vui, thoải mái, lạc quan và yêu đời. Tuổi Bính Ngọ nam mạng thích những nơi đông người và luôn có mặt trong những buổi sự kiện quan trọng. Họ rất tự tin và cởi mở, đó là lý do tại sao tuổi Bính Ngọ có nhiều mối quan hệ rộng rãi. Những người này đa số có vẻ bề ngoài lịch lãm, hào hoa và thu hút người khác. Họ biết phát huy những điểm mạnh của mình để tạo ấn tượng cho đối phương ngay từ lần gặp đầu tiên. Tuổi Bính Ngọ năng động, nhiệt tình trong công việc, nhưng bản tính đứng núi này trông núi nọ khiến cho người này dễ có những thay đổi về công việc. Tuổi Bính Ngọ nam mạng có thể thích hợp với những công việc của một nhà đầu tư kinh doanh bất động sản, quản lý, phóng viên, nhiếp ảnh, công nhân kỹ thuật. Những nghề đó sẽ giúp họ phát huy tối năng, đa tài năng của mình, đam mê và sở thích. Nếu như trở thành chủ kinh doanh, quý ông tuổi này sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn. Tư duy logic và con mắt nhìn xa trông rộng giúp họ có những đánh giá chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó phát triển những mặt hàng đem lại lợi ích cho mình và mọi người xung quanh. Những người này giỏi kiếm tiền và thường gặp điều may mắn trong cuộc sống. Mỗi khi khó khăn, họ lại có quý nhân phù trợ, giúp đỡ. Bởi vậy, những người này không bao giờ gặp phải thiếu thốn. Họ khéo léo, tạo dựng cho mình nhiều mối quan hệ làm ăn, bạn bè trong mọi lĩnh vực. Điều đó giúp tuổi Bính Ngọ học hỏi được nhiều kinh nghiệm cho bản thân mình. Tiểu kết, cuộc đời của nam mạng Bính Ngọ bắt đầu ổn định từ trung vận, công việc được nhiều suôn sẻ, thuận lợi. Những người tuổi này sẽ vất vả nhiều về gia đạo và con cháu, sang đến hậu vận mới được thảnh thơi hưởng phúc. Nam mạng Bính Ngọ có nhiều đổi thay về công danh và sự nghiệp trong cuộc đời. Những người này hưởng thọ trung bình từ 73 tuổi đến 89 tuổi. Nếu ăn ở hiền lương thật thà, làm nhiều chuyện tốt, tích nhiều phúc đức thì ắt được tăng trưởng tuổi thọ. Xét tổng quan tử vi nam mạng tuổi Bính Ngọ trong năm 2024. Thứ nhất, xem tử vi 2024 của nam mạng tuổi Bính Ngọ theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, Bính gặp Giáp bình thường, cuộc sống trôi qua khá bình lặng, không có nhiều sóng to gió lớn như trước. Đương số yên tâm làm việc hiện tại, thu nhập ổn định theo thời gian. Xét về địa chi, Ngọ gặp Thìn không xung phạm, công việc làm ăn duy trì được phong độ như vốn có, tài chính không phải suy tư nhiều vì có nguồn thu nhập ổn định. Chuyện tình cảm gia đạo cũng ngày càng êm ấm. Xét về ngũ hành, ngũ hành tương khắc khiến hòa khí trong nhà giảm đi đôi phần, các mối quan hệ xã giao cũng xảy ra không ít trục trặc. Đương số nên tập trung làm việc của mình, đừng quản chuyện bao đồng, kẻo làm ơn mắc oán, tự mình phải chịu thua thiệt. Tiểu kết, nam mạng Bính Ngọ, sinh năm 1966, bước sang năm Giáp Thìn 2024, có vận trình bình ổn, bớt phần sóng gió. Báo hiệu những khởi sắc tích cực trên chặng đường trước mắt, những nỗ lực bạn bỏ ra đang nhận về hồi báo xứng đáng, tiền bạc đủ tiêu, đủ xài, gia đạo êm ấm. Thứ hai, xem tử vi Bính Ngọ sinh năm 1966, nam mạng, theo sao hạn. Năm 2024, Bính Ngọ nam mạng gặp sao Thái Dương chiếu mệnh. Sao Thái Dương là ngôi sao cát tinh thuộc hệ thống cửu diệu, hay mang đến những điềm lành với cả nam lẫn nữ mạng. Thái Dương hay còn gọi là mặt trời, thuộc ngũ hành hỏa. Người được ngôi sao này chiếu mệnh sẽ luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, sức khỏe dồi dào và công việc thăng tiến. Thậm chí, người xưa còn ví rằng vượng khí cát lợi của Thái Dương tinh khiến cây ngô cũng phải đâm chồi nảy lộc. Nam mạng gặp sao này thì sự nghiệp sán lạn, làm ăn phát đạt và gặp nhiều điềm lành, nữ mệnh thì luôn hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân. Sức khỏe dồi dào và ngày càng xinh đẹp, được chồng con thương yêu, lo toan gánh vác mọi việc, con cái gặp sao Thái Dương, học hành thông minh, thi cử đỗ đạt. Viết về tính chất của sao Thái Dương, có bài thơ như sau. Thái Dương chiếu mệnh năm nay, tháng 10 tháng 6 có mà tiền vô, cầu trời lạy Phật Nam Mô, sao tốt ở phải cây khô ra chồi, sao tốt vận xấu than ôi, Thái Dương Thái Bạch đi đôi khác gì, hạn nặng phải tránh kẻo nguy, chú ý sao tốt mặc thì họa lây, Thái Dương thuộc mộc lá cây, mùa thu kỵ lắm khắc ngay tới mình, ăn ở ngay thẳng thật tình, làm ăn tấn tới quang minh phát tài. Sao Thái Dương là sao tốt lành nhất trong cửu diệu trường thọ, chủ về sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt. Năm gặp sao Thái Dương chiếu mạng,
thì làm ăn được phát đạt, thăng quan, tiến chức, gặp may mắn trong việc buôn bán, nhất là vào tháng 6 và tháng 10, là hai tháng đại cát, nên đương số chú ý để nghênh đón tài lộc về nhà, kiếm tiền tỷ về tay, làm một tháng bằng cả năm đấy nhé. Ngoài ra, Thái Dương là Thái Dương, thuộc hành hỏa theo quan niệm phong thủy. Theo ngũ hành, hỏa tương sinh với mộc, tương sinh với hỏa, tương khắc với thủy và tương sinh với thổ. Vì vậy, Thái Dương tương hợp và xung khắc với các màu sau. Màu sắc phù hợp, màu thuộc hành hỏa như đỏ, hồng, tím và màu thuộc hành mộc như xanh lục. Màu cấm kỵ, màu sắc thuộc hành thủy như xanh lam, đen và các màu thuộc hành thổ như nâu, vàng đất. Bản chất của sao Thái Dương là ánh sáng. Vì vậy, để được cát, gia chủ cần làm ăn ngay thẳng, sáng sủa, chính trực. Kiêng kỵ nhất là làm ăn gian dối, mờ ám, lừa gạt người khác. Nếu cố tình làm trái, không những không được lợi mà còn gặp nhiều xui xẻo, giống như sao Thái Bạch hao tốn tiền của. Ngoài ra, để được hưởng phúc lâu dài, tránh được năm hạn phải chịu quá nhiều vất vả, mệnh chủ cũng nên hành THINN tích đức, làm điều thiện. Xuất phát từ tấm LONGN yêu thương giúp đỡ mọi người mà không cần lo lắng, sau đó nhận lại. Với những ngôi sao may mắn như sao mặt trời, dân gian ta cũng có tục lệ đón các vì sao, mong cuộc sống gặp nhiều may mắn và thành công, thuận lợi hơn. Thứ ba, xem tử vi nam mạng tuổi Bính Ngọ theo niên hạn là hạn Thiên La. Hạn Thiên La là một trong hệ thống 8 hạn luân phiên theo năm đối với các tuổi. Nếu gặp hạn Thiên La, sức khỏe và tâm lý của Bính Ngọ, nam mạng không được ổn định. Nhắc đến hạn Thiên La, ông bà xưa có câu thơ sau: Thiên La bệnh ấy quái kỳ, quỷ ma quấy phá tâm thì chẳng an. Thiên La là phải lao đao, dẫu khỏi bệnh tật họa trao phải phòng. Gặp hạn Thiên La dễ bị phá phách không yên, đau ốm không khỏi, hao tốn tiền bạc, bệnh đa phần do ma quỷ quấy phá mà ảnh hưởng tới sức khỏe công việc. Ngoài ra gặp phải Thiên La còn cần phải đề phòng, cảnh chia ly xa cách phu thê, mọi việc cần nên nhẫn nhịn để gia đạo được bình an, êm ấm và hạnh phúc. Chớ nên vội vàng phán xét vấn đề hay ghen tuông vô cớ, tránh lời qua tiếng lại giữa hai vợ chồng, không may chuyện nhỏ xé ra to, lục đục, ly hôn khó hàn gắn, song đó cần bình tâm dưỡng tính, tâm trạng hay bất an, lo lắng, buồn rầu mọi thứ ở tương lai. Hạn Thiên La thường chủ về tình cảm và tâm lý, cụ thể như sau. Tình cảm, Thiên La được xem là lưới trời, gặp phải hạn này thường tình cảm, các mối quan hệ không được ổn định, nhất là tình cảm vợ chồng thường xuyên tranh cãi lục đục, ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại, khiến chuyện bé xé ra to, nếu cả hai người không giữ được bình tĩnh, dễ dẫn tới chia ly, xa cách, gia đình ly tán. Tâm lý, khi gặp Thiên La, tâm lý gia chủ thường xuyên bất ổn, suy nhược cơ thể, hay lo lắng, buồn rầu, song đó gặp những căn bệnh kỳ quái, dù điều trị nhưng không khỏi. Nói cách cụ thể hơn thì bệnh này chủ về tinh thần, các chứng trầm cảm, thường xuyên nóng ruột, thiếu tập trung, đặc biệt, người gặp hạn này thường xuyên mất ngủ về đêm, nếu ngủ thì hay gặp ác mộng. Thứ tư, vận niên năm 2024 của tuổi Bính Ngọ, nam mạng. Năm 2024, nam mạng tuổi Bính Ngọ gặp vận niên, chư phùng hỏa. Chư phùng hỏa là vận niên xấu, hình tượng lợn gặp phải lửa, người tuổi này trong năm dự báo đưa tới nhiều biến cố đột xuất. Các khoản thu nhập cơ bản không được như ý, phải vất vả. Xem tử vi năm 2024, tuổi Bính Ngọ nam mạng thấy năm này làm ơn thường mắc oán, chính vì vậy nên an phận. Nếu đón được thời cơ tốt cho công việc thì cũng cần có sự suy tính kỹ lưỡng, không nên quá vội vàng trước các quyết định. Đường tình duyên trong năm này có thể không thay đổi nhiều, về cuối năm có cơ hội tốt lên gia đạo được bình an, thịnh vượng. Thứ năm, xem vận hạn năm 2024, tuổi Bính Ngọ, nam mạng, theo tuổi âm. Tam tai năm 2024. Tuổi Bính Ngọ nam mạng không phạm tam tai, có thể mở mang thêm công việc làm ăn, hứa hẹn nhiều thành công mới. Kim lâu năm 2024. Tuổi Bính Ngọ nam mạng không phạm kim lâu, có thể mua nhà, làm nhà hoặc đứng tên đứng tuổi, tiến hành đại sự trong gia tộc. Hoang ốc năm 2024. Tuổi Bính Ngọ nam mạng không phạm hoang ốc khi tiến hành làm nhà trong năm. Tiểu kết, có thể thấy nam mạng Bính Ngọ, sinh năm 1966, không gặp hạn nào xét về tuổi âm lịch trong năm 2024, nhờ đó, bản mệnh có thể yên tâm đứng ra tiến hành việc đại sự trong nhà, như cưới hỏi của con cháu mà không phải lo lắng gặp vấn đề gì bất lợi. Mọi việc nhìn chung không có quá nhiều khó khăn, có thể đón những bước phát triển mới. Đánh giá chung về tử vi năm 2024 tuổi Bính Ngọ, nam mạng.
Tử vi tuổi Bính Ngọ năm Giáp Thìn 2024 được đánh giá là có khởi sắc hơn năm 2023. Trong năm 2024, tài lộc của con giáp này còn được góp phần bởi thần may mắn, bởi tài vận lên nhanh như diều gặp gió. Có thể chính bạn cũng không thể ngờ được, lại có ngày mình kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng đến như thế. Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng tăng tiến, vận trình vô cùng thuận lợi, cả năm no ấm. Đồng thời có các tinh cao chiếu, giúp thúc đẩy tài khí, lộc phúc trong năm cũng đủ đầy, điềm báo may mắn, tài lộc thịnh vượng, tình tiền viên mãn. Sau đây sẽ là những dự báo hung cát trong vận trình xuyên suốt năm 2024 của tuổi Bính Ngọ, Nam Mạng trên các phương diện cụ thể như sau. Về phương diện sự nghiệp, người cầm tinh con ngựa được ngôi sao tốt lành Thiên Cơ và Thái Dương phù hộ, do đó có thể tạo ra bước đột phá cá nhân trong sự nghiệp. Vận khí khởi sắc ngay từ đầu năm 2024 này, song trong công việc vẫn có hung tinh rình rập, gây điều tiếng thị phi, tiểu nhân treo trên đầu, dẫn tới tai bay vạ gió. Chính vì thế, cần cẩn trọng và cố gắng giữ bình tĩnh, suy nghĩ kỹ càng trong mọi việc, tránh đưa ra quyết định vội vàng. Trời phú cho người tuổi Bính Ngọ, không chỉ sở hữu sự lanh lợi, sáng suốt, mà còn gặp nhiều may mắn, có phần bản lĩnh, dám nghĩ dám làm, sẵn sàng mạo hiểm để đạt được điều mình muốn. Đặc biệt, tinh thần làm việc hăng say, thực sự cầu thị, rất có lợi cho những ai đang có ý định ứng tuyển vào vị trí quản lý cấp cao hơn. Do đó, nếu đang cầu chức, bản mệnh nên đặt ra một lộ trình nỗ lực rõ ràng cho mình. Với người đang làm ăn, kinh doanh, sẽ càng có cơ hội đổi đời khi tìm được hướng đi phù hợp cho ngành nghề mình đang theo đuổi. Riêng với những người làm công ăn lương thì bạn cũng luôn được cấp trên đánh giá cao. Bởi vậy, trong thời gian tới, bạn sẽ được tăng lương, tăng thưởng là điều dễ hiểu, cuộc sống cũng vì thế mà viên mãn thuận lợi hơn nhiều. Nhìn chung, người tuổi Bính Ngọ chỉ cần làm tốt công việc hiện tại của mình thì sẽ chẳng có gì đáng ngại về tài chính trong thời gian tới. Về phương diện tài lộc, người tuổi Bính Ngọ Nam Mạng nhìn chung đã được cải thiện hơn trước rất nhiều, không chỉ thu nhập tăng lên mà các nguồn thu từ việc kinh doanh nhỏ lẻ, làm thêm cũng tăng lên, giúp bạn cải thiện cuộc sống. Tất cả là nhờ vào cái khí của thiên tài, thứ tài trong năm sẽ là nguồn thu chủ yếu của con giáp này, nhất là những ai chăm chỉ làm ăn, năm này hứa hẹn có nhiều nguồn thu nhập đổ về. Tuy vậy, hung tinh thiên quan kết hợp với thiên cầu, cảnh báo tuổi Bính Ngọ Nam Mạng cần chú ý trong các mối quan hệ xã giao, hợp tác làm ăn, nếu không chú ý thắt chặt, sẽ rất dễ đổ vỡ, ảnh hưởng tới lợi ích lâu dài. Đặc biệt, bản mệnh cần đề cao cảnh giác những kẻ lừa đảo, người kinh doanh cần thận trọng trước những chiêu trò của đối thủ cạnh tranh. Về phương diện tình cảm, người tuổi Bính Ngọ cũng phải chịu nhiều nỗi buồn phiền trong năm 2024 này. Các mối quan hệ không mấy lý tưởng, có thể chính bản thân bạn tự làm mình hoặc người khác tổn thương. Có thể thấy, công danh, sự nghiệp và chuyện kiếm tiền đã gần như chiếm hết thời gian của con giáp này, khiến bạn không quá để tâm tới tình cảm cá nhân, mối quan hệ tình cảm bị thiếu hụt, xa cách. Mối quan hệ lứa đôi, dù có bền vững đến đâu nhưng không thường xuyên vun vén, cũng sẽ xuất hiện những vết rạn nứt trong âm thầm. Nhất là khi cả hai ít có thời gian sẽ chia, nhiều chuyện chưa được xác thực mà đã vội vàng quyết định, dẫn đến hiểu lầm, tổn thương sâu sắc, như vậy sẽ càng đẩy hai người ra xa nhau hơn. Tuy nhiên, mọi việc vẫn còn có thể cứu vãn nếu bản mệnh chịu thay đổi bản thân mình, nếu vẫn còn coi trọng gia đình. Tuổi Bính Ngọ Nam Mạng nên học cách đặt mình vào vị trí của đối phương để có thể có cách hành xử hợp lý hơn. Khi biết quan sát vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau, bản mệnh sẽ thấy mọi việc chẳng còn có giải quyết như tưởng tượng nữa. Về phương diện sức khỏe, sức khỏe của Bính Ngọ Nam Mạng trong năm Giáp Thìn 2024 cũng không thực sự lý tưởng. Bản mệnh cần duy trì thói quen ăn uống đúng giờ và đừng ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc, rất hại sức khỏe. Đặc biệt là sức ảnh hưởng của thiên cầu hung tinh không hề nhỏ, không những gây ra trợ lực, sự cố cho phương tiện công việc, tranh chấp, kiện tụng pháp luật mà còn gây tai nạn bất ngờ, khó lường trước về sức khỏe như va chạm xe cộ, té ngã, bị đuối nước. Bản mệnh cần hết sức cẩn trọng khi tham gia các hoạt động thể chất mạnh hoặc môn thể thao mạo hiểm, tham gia giao thông nên tuân thủ đúng luật, giữ khoảng cách an toàn và giữ tỉnh táo quý bác nhé. Hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2024 dành cho Nam Mạng Bính Ngọ, sinh năm 1966. Đầu tiên là cách tăng cát khí của sao Thái Dương bằng phong thủy. Thái Dương là cát tinh, do đó sử dụng những cách dưới đây sẽ giúp phát huy được cát tinh của tinh tú này,
hỗ trợ tốt cho vận trình năm Giáp Thìn của quý bác thể như sau. Làm ăn ngay thẳng, tập trung vào nhiệm vụ của mình, quyết tâm cố gắng không ngừng, bản mệnh đặc biệt tránh tình trạng làm gian, làm lậu mà nam hay nữ mệnh cũng đều sẽ gặp điều không may. Cư xử khiêm tốn, dù là người có vị thế cao hay thấp, bản mệnh cũng nhớ nhắc nhở bản thân, hành xử khiêm tốn. Đặc biệt, cấp dưới nên tuân theo các quy định của tập thể và của lãnh đạo, nếu không, dễ vướng phải những chuyện mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có. Nắm bắt thời cơ, hãy tự tin vào khả năng của bản thân mình, để có thể nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt, bạn không nên chần chừ, do dự quá lâu, để kẻ khác cướp mất thời cơ. Đeo đồ phong thủy. Nam mạng tuổi này có thể đeo trang sức đá quý màu nâu, màu vàng như thạch anh ưu linh nâu, hổ phách, thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng để gia tăng may mắn nhé. Cách hóa giải hạn thiên la năm 2024. Về sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe giảm sút nhiều, thường xuyên bị mệt mỏi và đau nhức, không rõ nguồn cơn. Những căn bệnh kỳ quái, dù tiêu hao tiền của, chữa trị nhiều nơi nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy, cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống và luyện tập thể thao hợp lý. Về mặt tình cảm, cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi, tai tiếng trong các mối quan hệ xã giao. Về tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui. Nỗi buồn trong cuộc sống, đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại, không may chuyện nhỏ xé ra to. Về mặt tâm lý, gia chủ cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc trong cuộc sống, không nên tự lo âu, phiền muộn, thay vào đó, hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chứa đựng quá nhiều ấm ức trong lòng, điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Tu thân tích đức, trong năm 2024, Bính Ngọ nam mạng, hãy luôn đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành, không vụ lợi, bởi bản mệnh tốt bụng, không ngại ngần giúp đỡ người khác thì cũng sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, dù gặp khó khăn, cũng sẽ nhanh chóng vượt qua. Cuối cùng là thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Bính Ngọ, nam mạng, trong năm 2024 này. Trong cuộc sống, nếu sóng gió cuộc đời xô đẩy, bạn khiến bạn rơi vào trạng thái mệt mỏi, đôi khi bạn muốn buông xuôi tất cả, thì hãy nhớ rằng, cá sống thì ngược dòng mà tiến, cá chết thì xuôi dòng mà trôi, những lúc khó khăn, thử thách, thì nó chính là lúc bạn cần mạnh mẽ, vượt qua nghịch cảnh để tiến lên phía trước. Đường dễ đi chỉ là khi xuống dốc, nhưng đường khó đi mới chính là con đường để bạn tiến lên trên. Vậy nên, hãy xốc lấy ý chí ngày hôm nay, ngay lúc này, chứ không phải nốt hôm nay, rồi ngày mai mới bắt đầu. Sống và làm việc, chăm chỉ và đam mê, dệt một cái lưới cho mình, cho vụ mùa may mắn sắp cận kề gần ta. Bạn biết đấy, trên con đường đời sẽ có rất nhiều lúc chúng ta mỏi mệt, rất nhiều khi chúng ta sợ hãi, lo lắng mình thua, bi quan mình thiệt, sẽ có lúc người chúng ta trân quý, quay lưng lại, người chúng ta tin tưởng phản bội lại chân thành ta trao, thời thế không thuận, đối tác không hòa, khách hàng không thương, mà người giúp ta thì ơi ăn hại. Sẽ có lúc cả thế giới tưởng chừng chống lại bạn, ngăn bạn đến với cái đích bạn truy tìm, tất cả những khó khăn đó hoàn toàn có thể dự đoán được. Ngay từ thời điểm mới bắt đầu chập chững bước vào đời hăng say, nhưng không thể vì thế mà ta bỏ cuộc, không thể vì thế mà ta ngại ngần. Người hứng chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, tầm nhìn càng xa thì đường đi càng dài, nỗ lực càng nhiều thì kết quả càng nhiều hơn. Vậy nên đôi khi thay vì quá lo lắng, quá sợ sệt, hãy bước ra ngoài vòng tròn an toàn một bước, mạnh dạn và kiên tâm. Không ngại ngần, chẳng nghĩ suy, không âu lo, không hối hận, sống và cháy nhiệt huyết và máu lửa hết mình cho những điều mà bạn mong muốn. Dù bạn là ai đi chăng nữa, dù bạn ở đâu đi chăng nữa, dù bạn đang vui hay đang buồn, đang cười hay đang khóc, đang hạnh phúc hay đang đau khổ, đang chán nản mỏi mệt, hay đang kiên cường bất khuất, cũng mong bạn tìm thấy được chân lý của cuộc đời mình, sống một cuộc đời viên mãn, thành tựu đầy mình, hạnh hòa đầy tâm, quý vị Bính Ngọ nhé. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về 3 cơ hội vàng giúp tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, nam mạng, đổi đời giàu có hơn người trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe,
hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.